Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Trước hết thì hôm nay Thuận tiếp tục bận cái nón này các bạn Tại vì lát nữa Thuận phải đi làm cả hai <laughs> Để dẫn cái bạn một chút mà thôi hôm nay Thuận cũng hơi lười để mà chảy đầu cho nên Thuận đòi cái nón này Và hôm nay đó là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày đầu tuần Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi Thì hôm nay là cái ngày đầu tiên thị trường chứng khoán mở cửa sau cái sự kiện cuối tuần liên quan tới Iran và Israel Thì kết quả ra sao các bạn? Hôm qua đó khi mà chúng ta nhìn vào hợp đồng tương lai đó thì nó phản ảnh được là hôm qua nhiều người tin là chúng ta sẽ không có một cái cuộc tấn công trả đũa từ Israel. Nhưng mà hôm nay đó thì mọi thứ lại không rõ ràng các bạn. Tuy theo các bạn đọc thông tin như thế nào, hầu như là mỗi 30 phút đó thì có người nói là Israel chuẩn bị tấn công Iran và 30 phút sau thì nói là sẽ không tấn công. Nói chung đó thì bây giờ thị trường nó nó trong một cái thế là không rõ ràng và các bạn đã biết thị trường rất là ghét cái thế không rõ ràng này và hôm nay đó kết quả là một màu đỏ các bạn cả ba chỉ số là đỏ hết chỉ số nasdaq ngày hôm nay đã giảm tới 1.79% trong khi mà dow jones hôm nay thì giảm khoảng chừng là gần 250 điểm các bạn các bạn nhìn thấy được là chỉ số s&p 500 đó thì cũng giảm giảm tổng cộng là 1.2% pre market thì bây giờ đó thì cũng không khá hơn đâu. Cái ba chỉ số futures bây giờ đó đều giảm khoảng chừng là 0.23%. Còn về crypto thì sao các bạn? Về giá của BTC đó thì ngày hôm nay ở mức là khoảng 63.570 đô ở thời điểm hiện tại và tuy hôm nay chúng ta cũng thấy có một cái sự giảm xuống so với lại cái mức hồi phục ngày hôm qua nhưng mà cũng không phải là giảm nhiều rồi các bạn. Từ cái mức cao của ngày hôm qua là khoảng 66.900 đô thì tới mức hiện tại là giảm khoảng chừng là 5% so với cái mức cao ngày hôm qua nhưng mà so với giờ này ngày hôm qua nó thì giảm khoảng chừng là ba phần trăm mà thôi các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái mức thấp của ngày hôm nay là 62.300 đô thì vẫn cao hơn cái mức chúng ta đã từng nhìn thấy vào cuối tuần chúng ta đương nhiên sẽ nói thêm về Bitcoin các bạn hôm nay có rất nhiều những tin tức và thật ra đó, những gì đang xảy ra hiện bây giờ nó cũng không làm thay đổi những gì mà sắp sửa xảy ra các bạn và những gì chúng ta nói tới trong vòng mấy tháng qua đó thì nó vẫn là như vậy nói chung đó thì cái sự kiện này là một cái sự kiện ngay thời điểm bây giờ chứ nó không có ảnh hưởng dài hạn chúng ta cũng nói tới bitcoin haven chúng ta cũng nói đến cái sự chấp thuận của bitcoin như thế nào đối với những quốc gia đối với wall street và tương lai ra sao thì tất cả nó đều như vậy không có thay đổi chỉ vì những gì xảy ra ngay thời điểm bây giờ và chúng ta sẽ có nhiều tin tức nhất là đến từ những cái quốc gia châu âu các bạn và chúng ta cũng có một cái tin tức lớn đến từ châu á đó chính là liên quan tới bitcoin và ethereum spot etf đã được chấp thuận ở Hồng Kông rồi các bạn Nhưng mà khi nào mới giao dịch chúng ta sẽ nói thêm Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ nói về dòng tiền của Bitcoin Spot ETF trong video này Cũng như là chúng ta có hai video Hôm nay đó thì chúng ta thấy được là giá vàng vẫn đang rất là tốt Các bạn nhìn thấy được là giá vàng đó đã, đã tăng trở lại cái mức là 2402 Thì vẫn chưa có đạt đỉnh mới nhưng mà cũng là gần rồi các bạn Tại vì vàng đỉnh mới gần đây đó Để thùng bấm vào các bạn thì nhìn thấy được là cái đỉnh mới gần đây của vàng Đó chính là cách đây khoảng chừng vài ngày các bạn Khi mà vàng tăng lên tới cái mức là 2 bốn trăm ba trước khi mà điều chỉnh xuống thì bây giờ đã, đã có cái sự hồi phục rồi các bạn đã gần trở lại cái định cũ thì chúng ta thấy được là vàng đã có cái sự tăng trưởng trong cái thời điểm này đó là một cái đề tài mà gây ra nhiều cái sự xôn xao các bạn tại vì không biết các bạn có để cái giá vàng hay không thật ra đó vàng là một cái tài sản mà cũng đi theo chu kỳ các bạn mà nhiều khi chu kỳ nó rất là dài sau năm 2011 đó khi mà vàng đạt cái mức cao thời điểm đó thường nhớ là khoảng 1.800 đô cho một ounce vàng thì giá vàng sau đó đã giảm liên tục nhiều năm trời các bạn giảm cái mức là thấp nhất là giảm khoảng chừng 40% có nghĩa là xuống còn khoảng 1.100 đô hay gì đó tôi sẽ chia sẻ chi tiết với bạn một lát nữa rồi sau đó mãi tới khoảng chừng năm năm 2020 mới hồi phục lại các bạn nghĩ là tốn hơn 9 năm trời mới có thể hồi phục lại được và vàng đó không phải là một cái tài sản mà tăng nhanh nhưng mà trong thời gian ngắn như thế này mà lại có cái sự tăng trưởng nhanh trong vòng khoảng chừng là hai tháng qua đó thì là một điều mà nhiều người vui tại vì nhiều bạn cũng tin tưởng dây vàng nhưng mà cũng có nhiều người lo lắng khi mà vàng tăng nhanh như vậy các bạn và chúng ta cũng đã nói tới tuần vừa rồi đó khi mà chúng ta thấy được là vàng kết thúc ngày thứ sáu đã cái định mới rồi sau đó điều chỉnh xuống đó thì chúng ta cũng đã từng nói đến đây là một cái hiện nó cũng bất thường nữa các bạn đương nhiên bạn cũng tăng nhưng mà nó không có tăng như vậy và khi bạn tăng nhanh thì có thể là nó đang báo hiệu một cái điều gì đó và có thể liên quan đến chiến tranh hay là cấm bận kinh tế hay là một quốc gia nào đó họ lo sợ về cấm bận kinh tế cho nên họ mua vàng sẵn và sau đó chúng ta nhận được cái thông tin vào ngày thứ bảy liên quan đến israel và iran các bạn thì chúng ta sẽ thấy được vàng là một cái đề tài nóng đang được nói đến bây giờ cũng như là chúng ta nói tới Bitcoin các bạn Bitcoin cũng đã tăng liên tục 7 tháng rồi và tháng này đó thì hiện bây giờ Bitcoin đang đỏ một chút các bạn nhưng mà các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng giá của Bitcoin cũng đã tăng vọt từ mức là hai mươi mấy ngàn đô lên tới bây giờ là 63 ngàn đô không ngừng nghỉ thì bây giờ đó chúng ta thấy được là Bitcoin điều chỉnh và chúng ta cũng thấy vàng lại đạt đỉnh mới thì đương nhiên sẽ có nhiều người họ muốn so sánh cả hai nhưng mà có nên hay không các bạn và có quan trọng hay không tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa tại vì chúng chúng ta có hai cái video, hai bài phỏng vấn ngày hôm nay. Một bài là phỏng vấn Anthony Pomliano, còn đài kia đó thì trên căn bản là một cái sự tranh luận về vàng và BTC giữa Peter Schiff, một trong những người mà cực kỳ ủng hộ vàng, với lại Nathan Lee các bạn thì chúng ta sẽ xem cái à, cuộc tranh luận đó một lát nữa nhưng mà trên căn bản không muốn chia sẻ thì các bạn nắm bắt được thông tin mà thôi chứ còn trên căn bản đó những gì được nói đến trong cuộc tranh luận đó nó cũng không ảnh hưởng đến sự thật ngoài đời ra sao các bạn và chúng ta cũng có thể thấy được là bitcoin đó thì vẫn tiếp tục tiến tới vẫn sẽ có bitcoin bình mặc dù là chúng ta thấy là tình hình chính trị như thế nào đi nữa đó thì những gì chúng ta nói đến cũng không thay đổi bản chất của btc cũng không thay đổi các bạn sự chấp thuận đến từ phố war thì vẫn còn ở đó chúng ta vẫn sẽ thấy được những cái thông tin lớn trong video ngày hôm nay liên quan đến giống như là Hồng Kông cũng đã cho thông qua quỹ Bitcoin và Ether ETF rồi nhưng mà có thể là tuần sau mới bắt đầu các bạn điều này là như thế nào ảnh hưởng ra sao thì chia sẻ một lát nữa chúng ta cũng có những cái thông tin lớn đến từ châu Âu các bạn cái sự chấp thuận đến từ những quốc gia ngày càng lan rộng ra những cái đó đó thì vẫn là sự thật chúng ta sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa nhưng mà trước hết chúng ta hãy nhìn vào một màn hàng khác các bạn đó chính là hợp đồng dầu hợp trong dầu đó thì hôm nay lại tăng nhẹ một chút các bạn trở về cái mức là 86 đô 15 cent cho một cái thùng dầu đây là cái mức chúng ta đã thấy khoảng chừng là trong vòng 2-3 tuần qua rồi thì chúng ta muốn xem coi giá dầu có tiếp tục tăng nữa hay là không tại vì đây sẽ là một mặt hàng mà nó có sức ảnh hưởng liên quan đến phần trăm lãi suất các bạn tại vì dầu đó không chỉ riêng là các bạn dùng để đổ xăng đâu các bạn dùng dầu để mà sản xuất di chuyển hàng hóa và nếu như mà chi phí sản xuất hay là chi phí để mà vận chuyển hàng hóa tăng lên thì các bạn thì hàng hóa đã cũng sẽ bị tăng giá dẫn đến lạm phát tăng lạm phát tăng thì fed sẽ càng khó khăn hơn nếu như mà họ muốn giảm lãi suất các bạn tôi sẽ không nói quá nhiều về lãi suất trong video ngày hôm nay tại vì chúng ta cũng đã nói khá nhiều trong hai video gần đây rồi chúng ta bây giờ đã hãy nhìn vào một số những tin tức đi thì các bạn nhìn thấy được là Goldman Sachs thì họ đã đưa ra một cái lập luận liên quan tới vàng và họ ước tính là giá vàng sẽ đạt được cái mức là 2000 700 đô la cho một ounce có nghĩa là 28.35 gram. So, các bạn nhiều bạn hay hỏi thuận là một ounce sẽ bao nhiêu? Thì uh, một ounce là 28.35 gram. Vào cuối năm nay, trước đây đó họ ước tính là giá vàng sẽ đạt được cái mức là 2.300 đô. Đương nhiên các bạn nhìn thấy được giá vàng bây giờ đó là đã, đã ở cái mức là 2.000 khoảng chừng là 401 rồi. Thì họ ước tính là sẽ tăng thêm nữa từ đến cuối năm. Lý do tại sao đó thì uh, họ nói là trên căn bản đó thì không có lý do kinh tế truyền thống nào có thể giải thích tại sao mà giá vàng tăng nhất là tăng với cái tốc độ nhanh như vậy trong vòng theo thường nhớ là khoảng chừng 3 4 tháng gì đó thì giá vàng tăng khoảng chừng là 20 tới 30%. Tuy là nghe không có nhiều các bạn chúng ta đã làm quen với những cái con số trong crypto rồi nhưng mà đối với những tài sản như là vàng đó vốn hóa rất là cao cho nên tăng như vậy đó là tốc độ coi như nhanh rồi. Thì Goldman Sachs nói là trên căn bản không có một cái lý do kinh tế truyền thống nào giải thích được cái sự tăng trưởng đó. Hiện bây giờ đó họ chỉ thấy được là cái lực mua chủ yếu đến từ những ngân hàng trung ương và người châu Á các bạn và chúng ta cũng đã đã từng nói đến rồi khi mà chúng ta nhìn vào những cái tài liệu thường chia sẻ trong vòng mấy tháng qua đó đã có nhiều cái dấu hiệu là giống như ngân hàng trung ương của Trung Quốc hay là thổ nhĩ kỳ họ tích lũy vàng tuy là hiện bây giờ đó chúng ta có thể thấy được là nhiều quốc gia như là Hoa Kỳ đó thì họ cũng lưu trữ BTC các bạn giống như là Hoa Kỳ lưu trữ khoảng chừng là 212.847 BTC như là khoảng 13,6 tỷ đô la chúng ta có Vương quốc Anh thì chính phủ của Anh cũng lưu trữ khoảng chừng là 61.245 BTC nghĩa là khoảng chừng 3,8 tỷ đô la chúng ta có nước Đức thì cũng lưu trữ gần như là 50.000 BTC các bạn có nghĩa là khoảng 3,1 tỷ đô la và chúng ta cũng có El Salvador lưu trữ khoảng chừng là 5.718 BTC có nghĩa là khoảng chừng 361 triệu 670.000 đô và các bạn thấy được là Salvador đó thì vẫn sẽ luôn tích lũy một đô la mỗi ngày thì ngoài chiều Salvador ra đó thì những quốc gia khác đó phần lớn là cái số lượng mà họ có là từ tịch thu từ những cái vụ hát hay là những cái vụ liên quan tới bán vật cấm đó các bạn sau đó họ tích lũy cái số lượng khẩu đó chứ không có bán bao nhiêu năm qua rồi cho nên mới có cái số lượng lớn như vậy nhưng mà trên căn bản đó, nếu như nói tới cái tài sản nào mà ngân hàng trung ương thu mua để mà dự trữ đó thì bây giờ vẫn ưu tiên là vàng các bạn cho nên tình hình bây giờ đó chúng ta sẽ nghe một cái bài phỏng vấn liên quan đến tình hình của vàng và bitcoin tại sao nó lại có cái sự khác nhau như vậy tại vì cũng có những thời điểm vàng và bitcoin đi cùng một xu hướng giống như chúng ta đã nhìn thấy được là gần đây khi mà cổ phiếu giảm nhưng mà vàng và bitcoin thì vẫn tăng nhưng mà gần đây đó sau khi bitcoin đạt đỉnh mới là cái tài khoản những 4 tuần thì đã có một cái xu hướng ngược với nhau thì có phải là chỉ đơn giản tại vì chúng ta thấy được bitcoin đã quá nóng trong nhiều 7 tháng cho nên cần phải có một cái sự điều chỉnh hay là nó còn cái gì sâu xa hơn nữa chúng ta sẽ nghe cái bài phỏng vấn này và chúng ta cũng thấy được là ngoại trừ việc là ngân hàng trung ương tích lũy đó thì trong bài viết này của Goldman Sachs họ cũng nói là người châu Á cũng có dấu hiệu tích lũy các bạn và họ nói chi tiết hơn là người châu Á thì có thể là như vậy tại vì đối với bản thân của Thuận đó thì Thuận sống ở Nam Cali các bạn ở quận Cam thì nói thật bản thân Thuận thì không biết bất cứ một ai mà lưu chữ vàng Hoa Kỳ hết có thể là những nơi khác có cái đó Thuận không có rõ các bạn hay là những quốc gia khác cũng có nhưng mà Thuận biết là ở châu Á đó thì chúng ta vẫn có thể thói quen là lưu trữ vàng nhưng mà người ở châu mỹ thì có thể ít lưu trữ vàng hơn ngoại trừ là những công ty hay là chúng ta nói tới những ngân hàng trung ương có thể là vậy nhưng mà ít nhất đó chính là cái bài viết đến từ Goldman Sachs và đương nhiên mọi thứ bây giờ đó nó rất là phức tạp các bạn có nhiều yếu tố như thường đã chia sẻ với các bạn trong hai video qua chúng ta nói tới lãi suất chúng ta nói tới phần trăm lạm phát đó là những cái yếu tố các bạn ảnh hưởng đến vàng ảnh hưởng tới đồng đô la ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và đương nhiên ảnh hưởng tới bitcoin của các bạn tại vì đó là dòng tiền nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có những cái yếu tố liên quan đến chính trị như là chúng ta nói tới là ở Hoa Kỳ ra bầu cử tổng thống chúng ta cũng nói tới những cái yếu tố như là liên quan đến uh, những cái cuộc chiến tranh ở trung đông các bạn thì đó vẫn là những cái yếu tố ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn cho nên rất là khó để đưa ra bất cứ một cái lý do tại sao mà cái này tăng hôm nay cái kia giảm ngày mai ngay cả đối với Bitcoin cũng vậy tôi có thể nói với các bạn là khi mà chúng ta có giá giảm lúc mà có sự cố xảy ra giống như chúng ta nói tới là à, có chiến tranh leo thang ở Trung Đông thì nhiều người sẽ nói là tại vì người ta không muốn lưu trữ những tài sản như là Bitcoin nó quá nguy hiểm họ muốn lưu trữ tiền tại vì họ cần tiền hiện bây giờ cho nên họ sẽ bán Bitcoin và nếu như mà giá Bitcoin đó, trong vòng vài ngày tới lại tăng thì câu chuyện sẽ thay đổi 180 độ và họ sẽ nói là tại vì có chiến tranh cho nên giá bị không có tăng tại vì đó là một cái tài sản lưu trữ giá trị là một nơi chưa an toàn các bạn có thể thấy được là họ có thể nói bất cứ cách nào <laughs> tại vì cái mà họ cần đó chính là cái lượng view ở trên những cái trang web chia sẻ thông tin các bạn nhưng mà điều quan trọng hơn hết đó là bạn đầu tư bịch khôi thì bạn có lòng tin như thế nào? Bạn nghĩ giá trị nó đến từ đâu nếu như bạn đã đầu tư vào Bitcoin rồi chứ bạn không thể ngồi đó để chờ người khác nói các bạn tại sao Bitcoin có giá trị. Nếu như vậy thì bạn sẽ dễ bị lung lay like lắm. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái bài phỏng vấn đầu tiên. Đây là cái bài phỏng vấn trên Fox Business và trước hết họ bình luận về Bitcoin Haven, thuế và chuyện gì đang xảy ra với Bitcoin. Tại vì trong cái clip này đó thì Anthony Pomliano đã chia sẻ là ngoại trừ những cái mà chúng ta vừa nói đến liên quan tới lạm phát, liên quan tới lãi suất, liên quan đến chiến tranh Trung Đông, áp lực chính trị vân vân, thì còn một cái yếu tố khác nữa mà nhiều người ít nói đến đó chính là ngày thay thuế các bạn. Hôm nay chính là ngày cuối cùng để mà khai thuế ở Hoa Kỳ và hôm nay là ngày 15 tháng 4 tại Hoa Kỳ các bạn. Có nghĩa là những ai mà họ phải đóng thuế đó thì có thể là họ bán Bitcoin để mà đóng thuế cho nên là chúng ta mới thấy được là có một cái lực bán liên quan tới thuế có thể là trong vòng vài tuần qua rồi. Nhưng mà nếu như vậy đó thì hôm nay đã là kết thúc rồi Tại vì bây giờ đã là khoảng chừng 8 giờ tối giờ Cali Có nghĩa là chúng ta cũng đã gần hết cái ngày mà đóng thuế rồi Và trong cái clip này đó thì Anthony Pomliano cũng đã nói là Ai cũng luôn luôn nói là chỉ nên đầu tư một phần nhỏ với Bitcoin mà thôi 1-5% nhưng mà trên căn bản đó, Những ai mà bắt đầu đầu tư rồi thì dễ bị thu hút lắm các bạn Dẫn đến là họ thường sẽ đầu tư cái số lượng nhiều hơn rất là nhiều Ít cho thuộc này như vậy các bạn ra sao rồi không biết Nhưng mà mới đầu tôi cũng nghĩ là mình cứ thử đầu tư khoảng chừng là 1% hay là 5 là tối đa và Bitcoin xem như thế nào Nhưng mà khi bạn bắt đầu tìm hiểu rồi đó thì nhanh chóng Bitcoin trở thành một phần lớn của tài khoản của bạn Như đã nói với Thuận đó, thì nó đã ở mức cái mức là khoảng chừng 60-70% rồi Để Thuận chia sẻ clip này rồi chúng ta sẽ nói tiếp Five days away from a potentially major mover that hits the crypto world only once every four years. It's this Bitcoin halving event, h event, when the supply of new Bitcoin just gets chopped in half it happens on Saturday meanwhile the original digital coin continues to try and navigate the tumult that began with a jaw-dropping 8% drop Saturday night when a swarm of Iranian attack drones and missiles headed straight for Israel right now bitcoin is down about $4300 and it stands at the moment at 62775 now since friday bitcoin has fallen 6 and a third percent Ethereum down 4.7%. Litecoin got hit the hardest, fell about 9.91%. How will Bitcoin, though, let's focus on that for a minute, grapple with the forces it faces, including not just the Iran-Israel situation, but tax season selling? Let's bring in an early crypto investor and longtime Bitcoin bull, Pomp Investments' Anthony Pompliano. Uh, we'll get to the tax selling in a bit. I find that fascinating. But uh, we know one thing about Saturday night. Bitcoin offered zero safe haven. It tanked. I was watching it. Uh, how are people supposed to infer what Bitcoin can be best for during times of trouble? bạn đã thấy là bà giàu thẳng cái câu hỏi và câu hỏi của bà đó thì không có công quen cho nào hết đó, là hỏi thẳng luôn hãy nhìn vào những gì đã xảy ra vào ngày thứ bảy và tôi đã chứng kiến giá Bitcoin giảm rất là nhanh thì nếu như vậy đó thì rất rõ ràng nhiều người không xem Bitcoin là nơi chưa vẫn an toàn thì Bitcoin có vai trò như thế nào trong những cái thời điểm như thế này thì đã hãy xem coi là Anthony Pomliano trả lời ra sao Yeah, this is a great uh, story, and I think something worth paying attention to. But the story actually starts with gold. So at the end of last week, gold started to hit an all time high and was pushing up. And I actually wrote a letter on Friday to investors and I said, hey, is gold actually signaling that a major geopolitical event could be occurring in the next few days? Mm -hmm. Saturday, we get the attack. And so, who was buying gold? Was Iran buying gold? Was China buying gold? Why was gold going up a couple of days before? Is it a country who believed that there was going to be severe financial sanctions against their country and so they wanted to protect their central bank assets? It's interesting. Then, of course, when the attacks actually occurred, Bitcoin did drop. But I think we can go back to 2020 and see why Bitcoin dropped over the weekend. In 2020, during COVID's kind of initial pandemic outbreak, all asset prices fell and correlations went to one. So it didn't matter if you were in stocks, bonds, Bitcoin, or anything else, everything dropped because. Investors were panicking. They had fear. And so naturally what they want is they want US dollars in that situation. And so thankfully the stock market was closed on Saturday and Bitcoin was really the only market that was trading. That's right. Because the price trades 24-7 for those of course. So what was happening was people were scared, right? So what do they do? They sell liquid assets and they want to raise dollars in order to be able to have those dollars and figure out what's gonna happen. Now, what I do think is important though is that if Bitcoin leads on the way down in that panic moment it will also lead on the way up in the coming days and weeks after people i think kind of get used to okay well what is the current situation they evaluated? and they realize that the underlying fundamental of these financial assets has not changed regardless of what's going on in the geopolitical kind of uh, environment let's talk about the having a <laughs> Ai đó quốc gia nào đó họ lo lắng liên quan đến cấm vận kinh tế về những gì sắp được xảy ra. Đó cũng có thể là lý do. Nhưng mà rõ ràng là cuối tuần đó khi mà sự kiện xảy ra thì chỉ có một thị trường duy nhất hoạt động thôi đó chính là Bitcoin. Và đương nhiên sẽ có những người mà họ sợ dẫn đến họ bán Bitcoin. Rồi các bạn đã nhớ là sao đã dẫn đến hiện tượng Long suy Tại vì sau khi mà giá giảm dẫn đến là nhiều lệnh long về thanh lý, dẫn đến là nhiều lệnh long về thanh lý hơn nữa. Đó là điều mà chúng ta đã nói tới trong cái video ngày hôm qua rồi. Và sau đó, đó thì... Anthony Pomlia nói là chúng ta hãy trở lại năm 2020 khi mà có đại dịch thì các bạn đã thấy khi mà có một cái sự kiện gì bất ngờ xảy ra thì có một số người đó cái cách mà họ đối đầu về sự kiện đó đầu tiên hết là họ cần phải có tiền mặt trong tay có thể là họ là chủ công ty hay là họ cần tiền mặt để làm gì đó và họ sợ cái sự bất ổn sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của họ hay đời sống của họ cho nên họ sẽ bán những gì có thể và trong trường hợp này ra thì đáng tiếc ngày thứ bảy chỉ có duy nhất một thị trường mở cửa đó chính là Bitcoin mà thôi cho nên tất cả như chúng ta nhìn thấy là những cái phản ứng ban đầu trong vòng vài ngày đầu tiên mà thôi Bitcoin có thể là cái tài sản giảm đầu tiên tại vì nó mở cửa 24 giờ 7 ngày nhưng mà ngược lại đó bịch không hoàn toàn có thể lại là một tài sản dẫn đầu của sự tăng trưởng cũng giống như chúng ta đã nhìn thấy đại dịch năm 2020 sau đó Bitcoin tăng rất là nhanh cho bạn nhanh hơn cả vàng và nhanh hơn cả chứng khoán hồi phục rất là lạ trong khi Bitcoin lại là tài sản mà giảm nhiều nhất thì cái độ dao động nó cao hơn và thị trường Bitcoin là cái thị trường có tính thanh khoản rất là cao và đó là những gì mà được chia sẻ bởi Anthony Pomliano Tại vì tới cuối cùng, sau khi mà mọi thứ dịu xuống thì người ta thấy được là bản chất của Bitcoin tới bây giờ cũng không thay đổi. Cho dù là có cuộc chiến này hay là không có cuộc chiến này thì Bitcoin cũng vẫn là như vậy. Event and tax season. What you have noticed is that in the couple of days before April 15th, which is today, folks, I hope you paid your taxes if you owed. Uh, that Bitcoin goes down because people are now selling it to raise cash to pay their taxes. If you have a store of value and you think that it is going to continue to increase your purchasing power over time, you're not going to just put 1% of your assets in. Even though most people say, as a financial advisor, 1% to 3%, that's probably the right allocation for most people. What we notice in the Bitcoin community is people do more whether they should or they shouldn't. And so naturally, if they need cash to pay their taxes, they have to sell Bitcoin or other financial instruments. And so Bitcoin goes down leading into this. And so it actually muddies the water of the analysis over the weekend because you have the geopolitical event, but you also Plus. had tax selling. As well. So it's not just one culprit, it was a culmination of different things. Not entirely right. Uh, earlier today, Hong Kong regulators approved. thì các bạn đã thấy được là cái phần thứ nhì là nói tới thuế thì Anthony Pompliano nghĩ là có người bán bịt không đóng thuế thì một trong người đó là chắc chắn là thuận rồi các bạn nhưng bạn nó nhớ là cách đây hơn một tháng đó thuận nói là thuận chút là một phần để mà cân bằng lại tài sản của mình à, cũng như là cần phải đóng thuế các bạn thì đương nhiên bản thân thuận cũng phải bán crypto để đóng thuế tại vì thuận không có giữ nhiều tiền mặt trong tay nếu như mà thuận nói với các bạn hàng ngày là thuận đầu tư vào tài sản tại vì thuận tin tài sản đó là cách duy nhất để mà bảo vệ các bạn trong cái bối cảnh là chúng ta nhìn thấy đồng đô la đây thì mức giá liên tục và bản thân thuận mà lưu trữ 50 thậm chí là 60% tiền mặt đó, thì chẳng khi gì thường nói một đường là một nẻo các bạn nhiều bạn có thể biết là thường lưu trữ đó rất ít tiền mặt chỉ đủ để cho thuận có thể trang trải và có một cái phần dư ra để cho thuận an tâm mà thôi chứ còn trên căn bản phần lớn là đầu tư hết cho nên khi mà đến cái mùa mà đóng thuế rồi đó thì thuận đương nhiên cần phải bán tài sản và đó sẽ là crypto các bạn tại vì đó là cái phần lớn nhất trong danh của thuận để thuận có thể là đóng thuế thì chúng ta bây giờ hãy Over the weekend, because you have the geopolitical event, but you also Plus. had tax selling as well. So it's not just one culprit, it was a culmination of different things. Not entirely right. Uh, earlier today, Hong Kong regulators approved Ether and Bitcoin ETFs. I thought China was sort of absolutely not. They banned Bitcoin miners who all had to rush to Kazakhstan and, and surrounding regions. Are they now giving a, a very silent nod of the head like, yes, it's okay? One of the interesting things about monetary policy in the fiat world is that monetary policy is changed according to the world. So if the world is in panic, they would change the monetary policy. If the world has too much liquidity and too much FOMO, they would change the monetary policy. The monetary policy of Bitcoin never changes. So what that does is the world has to conform to Bitcoin. That's what you're seeing happen in China now, is they didn't like it because they thought it was a threat. Now they realize Bitcoin is not going to got go to away. Yeah. And so now they've got to come back around and figure out a way to get that into their hands of their citizens. Really quick, last time you were on the show, and this was back in February, you said Bitcoin would hit 100,000 by 2025. You still with that? Yeah, after I said that, people got really upset with me. They said I was sandbagging, that they thought it was going to go much higher, but I'll just stick with 100,000 by 2025. Okay, good to see you. Thank you so much. thì các bạn đã thấy được là cái phần liên quan đến Bitcoin và Ether ETF đó ở Hồng Kông thì đối thuận Hồng Kông là Hồng Kông Trung Quốc là Trung Quốc các bạn nhưng mà trên trang bản này các bạn đã biết là cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc với Hồng Kông bây giờ ra sao rồi. Và Bitcoin đó thì họ không có năng nỉ ai chấp nhận Bitcoin hết các bạn mà Bitcoin cũng không thay đổi. Ai muốn chấp nhận Bitcoin thì phải tự thay đổi để có thể chấp nhận Bitcoin mà thôi. Không giống như là tất cả những chính sách tiền tệ trên thế giới này đó thì những ngân hàng trung ương họ có thể thay đổi chính sách tiền tệ tùy theo tình hình như thế nào nhưng mà ngoại trừ là chính sách tiền tệ của Bitcoin thì sẽ mãi mãi không thay đổi. Đó là điều mà được chia sẻ bởi Anthony Pompliano. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một cái bài phỏng vấn khác các bạn. Đây là một cái bài tranh luận liên quan tới giữa vàng và Bitcoin và các bạn nhìn thấy được là người đứng chính giữa đó chính là người dẫn chương trình. Bên tay trái đó các bạn có một trăm người mà rất quen thuộc đó chính là Peter Schiff và bên tay phải đó chính là Natalie Bunnell các bạn và hai người này đã sẽ tranh luận với nhau khoảng chừng là vài phút về tại tại sao mà Bitcoin tốt hơn hay là vàng tốt hơn thì đây là một cái sự tranh luận mà đã có từ rất rất lâu rồi các bạn và để thuần chia sẻ một số những cái cảm nghĩ cá nhân trước khi mà chúng ta bắt đầu cái video clip này nó dài khoảng chừng là 5 phút mà thôi nhưng mà trong video clip này các bạn sẽ thấy được là Peter ship đó, thì hầu như là muốn nói hết và không để cho Natalie Bunnell nói về cái quan điểm của cô ta giống như là Peter ship sợ Natalie nói nhiều hơn rồi người ta sẽ hiểu hơn về Bitcoin cho nên cố gắng đàn áp trong cái cuộc nói chuyện này nhưng mà cái người dẫn chương trình thì cũng đã giữ cái thế cân bằng trở lại và các bạn đã biết đó là Thuận làm Youtube năm nay đã là năm thứ bảy rồi Và Thuận đầu tư Bitcoin đó là một năm trước đó lúc đó giá Bitcoin chỉ có 800 đô mà thôi Và lúc đó đó thì uh, Thuận cảm thấy là mình đã quá trễ rồi các bạn Nhiều khi các bạn nói là vào wow, 800 đô bây giờ đã là 63.000 đô Thì uh, lúc đó quá sớm nhưng mà thật ra lúc đó Thuận cảm thấy quá trễ rồi Bitcoin đã tồn tại 7 năm, 8 năm trước đó rồi Mà bây giờ Thuận mới mua các bạn lúc một đô Thuận không mua, lúc 10 đô Thuận không mua, lúc 100 đô thuận, thuận không mua Thậm chí các bạn nhìn thấy được là mãi cho đến 800 đô thường mới mua thì có phải là quá chạy đâu hay là không? Lúc đó thường nghĩ như vậy và có thể nhiều người cũng nghĩ như vậy nhưng mà tới bây giờ thì các bạn nhìn thấy được là sau đó 7 năm, 8 năm thì sao? Bây giờ giá như thế nào? Và các bạn nghĩ là 6, 7, 8 năm sau thì giá ra sao? Rất là khó để mà tưởng tượng được các bạn và trên căn bản đó thuần tin tưởng tuyệt khôi Trước đó khi mà chỉ có 800 đô bây giờ thuần cũng tin tưởng Bitcoin không kém gì đâu các bạn và chúng ta nói tới giá cả lên xuống hàng ngày nhưng mà trên thực tế đó chúng ta đã thấy được giá Bitcoin tăng trưởng như thế nào liên tục 7 tháng không ngừng nghỉ rồi và những gì chúng ta nhìn thấy đó cũng không có gì gọi là bất ngờ hay là gọi là cần phải lo lắng hết các bạn chúng ta nhìn thấy được là giá bitcoin đã lên tới cái đỉnh mới cách đây chỉ có 4 tuần mà thôi và ngay cả từ cái mức đỉnh đó chúng ta nói tới điều chỉnh xuống đến mức bây giờ đã chỉ có 13.5% thôi các bạn chúng ta vẫn chưa thấy có bất cứ một cái đợt điều chỉnh nào gọi là đáng quan tâm trong cả năm nay hay các bạn điều chỉnh nhiều nhất đó là khoảng 20% mà thôi trong khi chúng ta đã từng nhìn thấy bitcoin điều chỉnh 30% là chuyện bình thường trong những cái đợt Tăng trưởng cho nên bây giờ đổi thuận nó cũng chỉ là một đợt điều chỉnh bình thường mà thôi. Nếu như mà các bạn nói với thuận là đây là một cái đợt điều chỉnh mà không cho thuận biết là có tin tức gì hết, thuận cũng không biết có bất cứ tin tức gì thì cũng cảm thấy được là cái này bình thường mà thôi. Cho nên nhiều khi đó tin tức thì tốt, các bạn cần phải hiểu được tình hình chung để các bạn có thể uh, ra quyết định tốt hơn. Nhưng mà ngược lại đó, nhiều khi chúng ta quan tâm nhiều vào tin tức đó, thì các bạn cũng có thể là dễ bị lạc lối. Nếu như mà các bạn chỉ nhìn biểu đồ này mà không nghĩ đến tin tức đó, thì các bạn sẽ bớt lo lắng hơn rất là nhiều. Nhưng mà đối với thuận đó thì thật ra chúng ta muốn thấy Bitcoin tích lũy ở mức nào đó có thể là 62.000, 63.000, 60.000 mức nào cũng được các bạn nhưng mà tích lũy rất là quan trọng tại vì cho tới bây giờ đó chúng ta vẫn nhìn thấy được là tuy là cái phần trăm Bitcoin có lời đã rời khỏi dùng màu đỏ rồi dùng màu đỏ này là có rất nhiều Bitcoin có lời dựa theo tài liệu on-chain tại vì họ tính cái lúc mà Bitcoin được nạp vào thì các bạn nhìn thấy được là dùng màu đỏ này là trên 95% thì chúng ta nhìn thấy được là tới bây giờ ở mức là 65.000 ngày hôm qua để thuận zoom ra xem ngày hôm nay ra sao để Refresh light. Thì ngày hôm nay đó chúng ta đã điều chỉnh xuống còn 86.3% ở à mức là 63.400 đô Vừa theo class note các bạn. Và nếu như các bạn muốn tiếp tục thấy được cái chỉ số này điều chỉnh xuống đó thì chúng ta muốn thấy giá Bitcoin tích lũy ở mức nào đó. Nhiều bạn nói là wow coi chừng giá Bitcoin xuống dưới 60.000 hay là xuống dưới 50.000 đô. Thật ra đó, nhiều bạn cũng biết là Thuận vẫn đang trung bình giá lại thì giá càng xuống thì càng tốt chứ đâu có gì đâu các bạn. Đối như mà nào mà đang tích lũy hiện tại thì đây không phải là cái thông tin xấu đâu. Cái đây 4 tuần biết bao nhiêu bạn đã than viền nói là Bitcoin cứ tăng hoài Làm sao mà có cơ hội để mà thu mua Thì chúng ta đang chứng kiến cơ hội các bạn Thị trường lúc nào cũng vậy Thị trường nó có thể lúc nào các bạn cũng nghĩ là đối đầu với mình Hay là ngược lại thị trường lúc nào cũng cho các bạn cơ hội Tại vì các bạn không có biết mà thôi Và đương nhiên không thể khuyên các bạn làm gì hết Thùng chỉ có thể chia sẻ về cảm nghĩ của mình Và hiện bây giờ mình đang làm gì mà thôi Để có một cái sự rõ ràng với các bạn Chứ còn mỗi người có mọi vị thấy Mục tiêu và cái cách đầu tư khác nhau Cho nên mỗi bạn sẽ mỗi khác Chỉ có bạn mới có thể đưa ra quyết định cho bản thân của mình mà thôi chúng ta hãy trở lại với lại cái bài tranh luận này đi thì như thường đã chia sẻ đó thuần đã làm youtube 7 năm rồi các bạn và với hơn 2.500 video tuy là cái video này các bạn nhìn thấy được con số là khoảng 1.800 mấy nhưng mà đã có hàng trăm video trước đó không không có đánh số các bạn cho nên cái tổng số video đã lên tới là hơn 2.500 video rồi và chắc hẳn là thuận đã đọc và nghe hàng triệu bình luận trong vòng 7 năm qua rồi các bạn và đã nghe đủ lý do tại sao mà Bitcoin sẽ thất bại Nhưng mà năm này qua năm nọ đó thì sao các bạn Bitcoin vẫn tồn tại và phát triển Trong tất cả những cuộc tranh luận đó thì lúc nào các bạn cũng có thể nghĩ là người này thắng hay người kia thua Và mỗi người đó hầu như sẽ có quan điểm khác nhau Khi mà các bạn nghe tranh luận các bạn nói là tôi thích người này hơn và tôi nghĩ người này thắng Và người khác nói là không, người kia thắng mới đúng Rồi lại nảy ra một cái cuộc tranh luận sau cuộc tranh luận đó nè các bạn Nhưng mà trên căn bản đó thì ai thắng ai thua cũng không có liên quan gì đến sự thật hết các bạn tại vì giả sử như là thùng và ai đó tranh luận đi thì cho dù là thằng thắng đó, thì giá bitcoin trên thị trường cũng đâu có tăng đâu các bạn và thì thuận thua đó thì giá thị trường cũng đâu có giảm đâu và thằng thắng hay thua cũng không có ảnh hưởng gì đến căn bản của bitcoin hết các bạn à, cho nên đối với thùng nhiều cuộc tranh luận nên nó chỉ là tốn thời gian mà thôi khiến cho nhiều người bị phân tâm chứ nó cũng không có thực dụng đâu đối với là như vậy và sự thật đó là có rất là nhiều người tin tưởng vào vàng cũng có rất nhiều người tin tưởng vào Bitcoin và nếu các bạn thông tin thì có thể cho các bạn xem một số những cái dẫn chứng chúng ta đang nhìn vào đây là cái giá Bitcoin và đây là cái giá vàng các bạn thì đương nhiên chúng ta thì đây là hai loại tài sản nó có cái sự giống nhau nhưng mà cũng rất là khác nhau nhất là liên quan đến cái sự dao động giá vàng đó thì các bạn nhìn thấy được là tuy đã tăng trưởng nhiều trong vòng mấy tháng qua 3 tháng qua tăng 17.06% và chúng ta thấy được là một năm qua tăng 19.75% là coi như nhiều đối với vàng nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là BTC cho dù trong vòng 5 ngày qua đã điều chỉnh 8%, 9% nhưng mà trong vòng 3 tháng qua đó thì bạn bạn nhìn thấy được là đã tăng 45.89% rồi và so với một năm trước trên thì vẫn tăng 108% các bạn. Thì các bạn nhìn thấy được là cho dù Bitcoin điều chỉnh bây giờ thì nó vẫn có cái sự tăng trưởng nhiều hơn vàng. Nhưng mà nó là hai loại tài sản khác nhau, có rủi ro khác nhau và có cái sự giao động khác nhau cho nên không có thể là so sánh ngang gì được các bạn. Cái các bạn cần phải so sánh đó chính là cái độ rủi ro là bao nhiêu và cái khả năng lợi nhuận bao nhiêu. Nhưng mà điều thường muốn nói đó là cả hai tài sản đều có những người có lòng tin dài hạn các bạn thì chúng ta nói cụ thể đi đây là cái giá của hợp đồng vàng các bạn chúng ta tính từ tháng tháng tư của năm 2009 cho đến bây giờ thì các bạn thấy rất rõ ràng là vàng nó cũng là một cái tài sản mà có cái sự dao động nó chỉ là có cái sự dao động thời gian dài hạn hơn mà thôi và dao động nó ít hơn Bitcoin nhưng mà vẫn có sự dao động các bạn. Các bạn nhìn thấy được là từ năm 2011 khi mà lúc đó đó giá vàng là 1800 đô các bạn, 1857 mà giảm xuống cái mức thấp chỉ còn có 1061 mà thôi có nghĩa là vàng vẫn giảm trăm các bạn. Có thể là nhiều bạn đã chỉ tham gia vào vàng từ giống như là năm 2018 tới bây giờ có nghĩa là khoảng chừng 6 năm qua thì các bạn cảm thấy được là vàng nó nó không có di chuyển nhiều như vậy nhưng mà thật ra nếu bạn tham gia vàng trong vòng 20 năm qua hay là 15 năm qua. Giống như là từ khi có Bitcoin tới bây giờ đó thì giá vàng cũng đã có đợt giảm tới 40% các bạn và giảm nhiều năm liên tục và thậm chí đó tốn các bạn nhìn thấy được là mãi tới tháng 7 của năm 2020 có nghĩa là các bạn có thể nhìn thấy được là gần như đã 9 năm. 9 năm sau thì giá vàng mới trở lại cái đỉnh cũ một chu kỳ rất là dài. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là trong những cái thời điểm khó khăn đó, những năm mà giảm liên tục từ năm 2011 cho đến năm 2015 đó thì trong 4 năm đó chúng ta vẫn thấy được là có người tích lũy vàng cho nên chúng ta mới thấy được là tới cuối cùng nó giá vàng cũng được đẩy trở lên những lúc như thế này là những lúc mà chúng ta thấy được là thực sự có người tin tưởng tượng, cho nên họ tiếp tục tích lũy giữ được giá vàng ở mức này và từ đó nâng lên và cũng tương tự chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là khi nhìn vào BTC đó thì sao các bạn chúng ta có thể nhìn mà biểu đồ BTC từ khi bắt đầu tới bây giờ thì các bạn cũng thấy tương tự như vậy. Bây giờ đó thì à, dễ cho ai đó nói à, tại vì à, có sự phô mô mạnh cho nên giá Bitcoin cứ tăng chứ nó đâu có giá trị gì đâu. thì họ nói như vậy tại vì hiện bây giờ giá Bitcoin đang tăng nhưng mà các bạn có thể hỏi ngược họ là trả cho về năm 2022 đi. Thời điểm này các bạn khi mà giá Bitcoin mức là 15.000 đô thì lúc đó ai FOMO các bạn. Nếu như mà không có ai mua, không có ai tin tưởng thì tại sao giá không giảm nữa mà giữ ở mức là 15-16.000 đô. Rồi sau đó có sự tăng trưởng các bạn. Ok cho là có ai đó nói là ok từ khoảng chừng 60.000 đến 70.000 thì đó là cái sự FOMO. Cũng có thể nhưng mà từ cái lúc 15 ngàn tới 20 ngàn, 25 ngàn, 30 ngàn thì ai FOMO các bạn. Cho nên nếu như nói đơn giản như vậy đó thì đã không thực sự hiểu được cái giá trị Bitcoin, không thực sự hiểu được là có người thật sự tin tưởng vào Bitcoin dài hạn. Và chúng ta có thể trở lại năm 2019 các bạn lúc mà 3.500 đô đó thì lúc đó ai FOMO, đâu có ai FOMO đâu các bạn, lúc đó ai cũng muốn tránh xa Bitcoin hết, nhưng mà Bitcoin vẫn giữ được giá đó và nâng lên từ từ thì đâu có ai FOMO đâu, chỉ là thật sự có người tin và họ tiếp tục tích lũy cho nên giá giữ được và tăng theo thời gian các bạn À, và các bạn thấy được là trên căn bản đó, ai muốn đầu tư gì cũng được tiền trong túi của bạn mà, miễn là bạn tin là sẽ kiếm được lợi nhuận và cũng không có luật nào nói là các bạn chỉ có thể chọn một trong hai giữa vàng hoặc Bitcoin mà thôi, và vài điều nữa trước khi chúng ta xem video này là các bạn sẽ cũng biết tới Peter Schiff Peter Schiff là người này nè các bạn, thì ông của công ty bán vàng và đạo vàng và đã nói rằng Bitcoin đó sẽ về con số 0 từ khi Bitcoin chỉ có một đô la mà thôi nói thật Peter Schiff là một trong những người đầu tiên chỉ trích BTC, tại vì sao các bạn tại bị ông đã cảm thấy nguy cơ của BTC từ ngày đầu tiên rồi ông là người hiểu Bitcoin hơn bất cứ ai hết nhưng mà trong 15 năm qua đây thì năm nào ông cũng nói là Bitcoin sẽ về số không và cũng đã công nhận khi mà được hỏi đó là nếu như mà ông trở về quá khứ thì ông có mua Bitcoin hay là không thì ông cũng nói là hối hận lớn nhất trong đầu tư của ông đã không mua Bitcoin sớm và có thể được không hiểu các bạn mình có thể sử dụng năng lượng và thời gian để làm những việc khác có lợi hơn nhưng mà khó hiểu đó tại sao mà có một số người họ dùng cả 15 năm để ghét một thứ gì đó. Nếu như mà bạn có con, con bạn sinh ra đời khi bị không ra đời đó thì bây giờ con bạn đã 15 tuổi rồi. Các bạn có thể nghĩ cái quãng đường nó nó dài như thế nào. Chúng ta bây giờ hãy nghe cái bài này rồi sau đó sẽ chia sẻ tiếp những thông tin thú vị trong video ngày hôm nay. Bitcoin is going much lower than this. If Natalie were smart, as soon as this segment is over, she would sell all of her Bitcoin. <laughs> Because if she doesn't sell it now, she's going to sell it later at a much lower All price. Right. Well, them's what we call fighting words. Uh, and I think they're similar drivers for both. But let me introduce the two. Uh, Natalie. Natalie, meet Peter. Peter, meet Natalie. All right, Natalie, some choice words for you. What would you tell Peter? Oh, I know, Peter. And you know what? Bitcoiners don't feel the need to constantly <laughs> attack gold because we're not threatened by gold. And the reason that we have this failed fiat experiment that has impoverished our nation is because of the defects of gold. The fact that it's not easily portable, it's not easily verifiable. It doesn't offer instant final global settlement. And so, you know what? Centralized authorities hijacked it. They papered over it. And we have a system of leverage and rehypothecation that hurts the working class. Bitcoin is immune to all of that. It is the savings account for billions of people that we really need and, and can most rely on. And it offers that final global settlement that we need. And so, gold is the analog version of sound money, but Bitcoin is the digital version. And that's why it's going to be the faster horse yeah. in this race. Peter? There's, there, there's nothing sound about Bitcoin. it's losing the race right now. Take a look at your screen. Gold is up 25 dollars and Bitcoin is getting clobbered. you know there, there is no flaw in gold. Gold worked great for 5,000 years. The problem is the flaws with governments, the flaws with human beings, not with gold. Uh, but Bitcoin is is really flawed because it doesn't have any actual value. Gold is the most useful metal on the periodic table. That's why, it's money now. It has great characteristics that make it better money than other commodities, but absent its intrinsic value, it, it couldn't be money. And Bitcoin has no intrinsic value. It's well, just a digital let me string for one second. of because, numbers. Because and any, all of this anything, is just a bunch of hype. Anything could be money, right? On the island of Yap, they used to have big stone uh, stone money. Anything could be money uh, if people uh, use it as an exchange. And this is the thing, but that's because uh, they but, but here... Các bạn thấy được là... Peter Schiff thì nói rất là nhiều, giống như là không muốn cho na thì nói rồi sau đó là người ở chương trình à, thì đã cắt ngang nói khoan đã Peter Schiff nói là nếu như một cái gì đó là tiền thì phải có giá trị nội tại nhưng mà trên căn bản trong lịch sử con người đó mình sử dụng rất là nhiều thứ để mà làm tiền giống như chúng ta nói tới cái ví dụ được đưa ra ở cái dùng đảo giáp đó thì họ sử dụng đá các bạn đá để mà dùng làm tiền. Miễn là ai đó tin cái đó là một cái giá trị để mà dùng để trao đổi thì cái đó là tiền. Chứ nó cũng không liên quan gì đó đến những gì mà Petership nói mới đây. Here's the thing though. You have to no, be... no. Bitcoin is on the rise. Wall Street has embraced it. Uh, and this is just a tiny speck. I mean, could you imagine, could you imagine, Peter, at the rate of, of recognition, if Bitcoin keeps going at this rate, it's hard to deny it could go substantially higher. Now, no, I just told you it's been dropping for two and a half years. That's what it that it, when it, it made an its all time peak. High recently. And I think that the <laughs> Peter Schiff hình như là không có theo dõi giá đó, cứ uh, nói là oh, Bitcoin đã giảm hai ba năm rồi nhưng mà người dẫn chương trình cũng nhắc lại là wow Bitcoin mới gì đạt đến mới mới đây mà. Decline is going to accelerate. It, 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 it does not keep going up. They suckered in a bunch of people. Wall Street didn't embrace it. They're just trying to make a buck off it. i mean these big wall street firms aren't buying any bitcoin with their own money this is their customers money that are dumb enough to buy it they're just booking the bets they're operating the casino they're not at the blackjack tables <coughs> or the roulette wheels <coughs> <coughs> that's <Natalie> their customers <coughs> that are doing that <coughs> You know, if you look at the short term, Bitcoin is going to be volatile. But if we zoom out, Bitcoin has outperformed gold. In fact, when Hamas attacked Israel, since then, Bitcoin is up 125% and gold is up only 27%. So let's really look at the numbers that we're seeing. And the best thing about Bitcoin is, again, no one controls the ledger, whereas gold is really vulnerable to centralization and top-down control, which is why we need a system that Remember. is a neutral place right. to store your wealth. We need a neutral system now, and process. Tôi why, why <laughs> nghĩ đây là câu hỏi tốt nhất Tại sao hai người cả lộn Tại sao một người không thể mua cả hai cái bạn <laughs> Đâu có ai nói là phải mua một trong hai đâu yeah, well, first of all Bitcoin has outperformed everything, so don't compare it to gold. It's outperformed stocks, real estate, bonds, collectibles. That's because it's a gigantic bubble. <cười> <cười> Peter ship nói, wow, Bitcoin vượt trội hơn vàng, trong giờ bao nhiêu năm qua, tại vì Bitcoin vượt trội hơn tất cả, chứ không phải là riêng vàng đâu, thì nếu nói gì còn gì nói nữa các bạn. Nhưng mà Peter ship nói thì tại vì tất cả chỉ là một bong bóng lớn mà thôi. <laughs> trong khi mà các bạn thấy được là Bitcoin đã có 15 năm rồi, đã tăng lên rồi giảm bao nhiêu năm qua, các bạn có biết một thứ gì trên thế giới này là bong bóng tài chính mà tồn tại 15 năm mà hết bong bóng này, bong bóng sau lại lớn hơn nữa không? đương nhiên là không có rồi các bạn. <laughs> Cho nên nếu như mà chị nói Bitcoin là bong bóng tài chính thì đã quá phủ nhận nhưng gì mình thuận dư chia sẻ với các bạn. No, if you want to own Bitcoin, I I don't care if you want to lose money in Bitcoin, go right ahead. Doesn't bother me, but I'm trying to help give people advice as to what to do with their money. And if they want to have an investment portfolio, Bitcoin has no partner. But, you know, if you like gambling, if you want to take some of the money that you we're going to take to the racetracks or buy lottery tickets with or go to Vegas, if you want to take some of that money and gamble on Bitcoin or any of the other 20,000 cryptocurrencies that are out there, go right ahead. I mean, it doesn't bother me, but I don't want to buy any Bitcoin. I mean, sure, had I bought Bitcoin years and years ago when I first learned about it, yeah, I could have made yeah, a lot of money yes. selling it now. cuối gonna đã nói wow. nếu như mà tôi đã mua Bitcoin trước đây thì bây giờ tôi đã giàu rồi. <laughs> thì hai cái này cũng nói là yes, các bạn có nhìn thấy được. Mặt của Na Libunel là ok, cuối cùng sự thật cũng đã có rồi. Tại vì Peter ship đã không có nhìn thấy được Bitcoin cách đây nhiều năm. Cho nên bây giờ đang hối hận đã không được mua ở mức giá rẻ. the Good Greater him. fools, <laughs> right. but I didn't do that. So that's something but I'm he not going to make the mistake he of he it now. Bitcoin. <laughs> yeah. So, so Natalie, bottom line though <laughs> But is I'm not that... going to buy it now. And Dude, Natalie, look. you're going to wish you sold Bitcoin. Mark my words. All right. You're going to you be ruining your know, you know day. We, we, God, we would, take all of this stuff. If Peter. I'd only sold my Bitcoin, I'd we, have had a lot of we money. We got 30 seconds left. I got to give Natalie the last word. I think I'm. I think the American Dream has really been hijacked. We, we tried gold it didn't work it was papered over. That system has failed the American people and Bitcoin does provide hope for us the working class. We want to be able to work for something that has to be measured by a free market so that we can see real value emerge as opposed to being captured by politics and bureaucracy which ultimately is a system that benefits the few at the at the expense of everyone else and it's a system in which the politically connected and the special interest groups really are at the right. top. And so we need a system that is yeah. for Natalie, the people. Bitcoin is for the people. Natalie, thank you very much. Peter, thank you very much. Liz Clayman, over to you. I was enjoying that. <laughs> các bạn đã nghe cái uh, cuộc tranh luận này rồi nó không phải là dài lắm nhưng mà đến cuối cùng nó như thường đã chia sẻ thì uh, mỗi người có mỗi suy nghĩ các bạn các bạn thích vàng thì mua vàng các bạn thích bitcoin mua bitcoin thôi tiền trong tay các bạn mà nhưng mà cũng không có luật gì nói là không thể mua cả hai nhưng mà thường không biết tại sao mà lúc nào cũng có một số người họ cứ muốn là phải tranh luận cái nào tốt hơn các bạn rồi tranh luận thắng thì sao thua thì sao đâu ảnh hưởng đến thị trường đâu bitcoin vẫn tiếp tục và vẫn tiếp tục và cuộc tranh luận nó cũng không ảnh hưởng gì đến tương lai của hai loại tài sản này hết quan trọng là các bạn tin vào loại tài sản nào cái đó mới là quan trọng chúng ta còn một số những thông tin lớn khác tôi muốn chia sẻ nhưng mà có thể là sẽ nhanh hơn các bạn tại vì video cũng đã khá dài rồi các bạn thấy được là chúng ta có cái thông tin cũng đáng tiếc là công ty Tesla đó họ đã nói là họ sẽ sa thải 10% nhân viên các bạn đây là cái lần sa thải lớn nhất và họ sẽ sa thải đó là khoảng chừng 14.000 nhân viên Tại vì họ có khoảng chừng là 140.000 nhân viên các bạn Một cái con số không hề nhỏ Và ngay sau đó, đó thì các bạn thấy được là Tesla Nói là sa thải 15.000 nhân viên Thì Elon Musk đã siêu Dogecoin Trên X các bạn <laughs> Đã rất, rất 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 lâu rồi Chúng ta mới thấy Elon Musk nói về Dogecoin Có <laughs> phải là tại vì bây giờ lại cần tiền Để tiếp tục uh, hoạt động Tesla hay là không <laughs> nói thôi các bạn nhưng mà các bạn đang thấy được là đối với lại Elon Musk thì cũng có một cái thông tin khác nữa liên quan tới x thì Elon Musk nói là x sẽ sớm bắt đầu thu một khoản phí nhỏ đối với người dùng mới khi mà đăng bài trả lời hoặc là tương tác với bài đăng Elon tin là đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề liên quan tới bot tại vì mỗi một cái bài mà thường đăng nó có rất nhiều bot các bạn nó rất là phiền phức các bạn lóc hoài cũng vô dụng tại vì họ dùng bot để mà tạo ra cho nên ngày nào cũng có ngày nào cũng có và bây giờ thì cách duy nhất Đối với Elon Musk là phải trả khoản phí nhỏ Cho nên những người mà chạy bot đó, Họ sẽ không chạy nữa Tại vì sẽ tốn tiền Nhưng mà ngược lại ra Những người muốn tương tác bài thì sao các bạn Nói chung Thường vẫn chưa rõ là họ sẽ xử lý như thế nào Chúng ta cũng đã nói tới giá Bitcoin mới đây rồi Chúng ta cũng đã nói tới cái phần trăm bitcoin có lời Về... Tổng số vốn hóa thị trường đến ngày hôm nay cũng giống như Bitcoin các bạn giảm khoảng chừng là 3% ở mức là 2,4 nghìn tỷ và chúng ta nhìn chung đó, thị trường ngày hôm nay là một màu đỏ, xuống cùng với BTC. Ngoài chỉ chúng ta thấy được đồng khô với là OKB. OKB là của sàn OKX đó, thì đã tăng 16%. Đồng khô này đó là một cái đồng cũng khá là thú vị các bạn, đây cũng là một cái mạng lưới tầng 1 nhưng mà họ sử dụng một cái giao thức gọi là Satoshi Plus thì uh, họ sử dụng là giống như một cái hợp cả hai proof work của Bitcoin và proof stake của Ethereum các bạn uh, chi tiết hơn là họ sử dụng DPOS nghĩa là delegated proof stake thì uh, cái dự án này đã tăng 61% ngày hôm nay các bạn đồng coin Kế tiếp thì các bạn đã nhìn thấy được là với cái sự kỳ vọng lãi suất đã giảm xuống rồi như là không có nhiều đợt giảm lãi suất. Các bạn đã nhìn thấy được là cái lãi suất tiền mà đi vay mượn ngân hàng để mà mua nhà đó đã tăng lên các bạn. Bây giờ đó thì mượn tiền mua nhà ở Hoa Kỳ 30 năm đó ở Star One Credit Union lên tới 7.25% các bạn. Ở The Golden Credit Union nó lên tới 7.5% và một tháng nó trả gần 5.000 đô la khi mà các bạn muốn mua một căn nhà trung bình ở Cali là khoảng 8 900 ngàn đô. Nói chung đó, thì với mức lãi suất này nó cực kỳ cực kỳ cao các bạn so với lại cách đây vài năm chỉ có hai chấm mấy phần trăm mà thôi sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với người mua nhà nhưng mà giá nhà đó thì vẫn mức cao tại vì không có nhiều nhà để bán tại vì những người mà đang có nhà bây giờ họ lại không thể bán nhà của mình. Nếu họ bán nhà của mình thì họ phải mua căn nhà khác với lãi suất cao hơn cho nên nó dẫn đến là lãi suất cao nhưng mà giá nhà vẫn cao các bạn. Và chúng ta cũng thấy được một cái biểu đồ khác nó cũng cho các bạn nhìn thấy cái sự nghịch lý của thị trường tài chính hiện tại chúng ta nhìn thấy được là có hai đường đường màu xanh và đường màu hồng cái đường màu xanh là kỳ vọng về lãi suất cái phần trăm lãi suất của Fed và cuối năm nay là như thế nào và ban đầu đó các bạn thấy được là thị trường nó kỳ vọng khoảng chừng năm sáu lần giảm lãi suất cho nên chúng ta nhìn thấy được là cái đường này có sự tăng trưởng cái này nó là cái đường ngược các bạn giống như bắt đầu từ 5.5 và đi lên bên trên này là 3.0 nhưng mà nó đại diện cho cái phần trăm lãi suất cho nên tăng lên nghĩa là lãi suất giảm nhưng mà các bạn nhìn thấy được là bây giờ đó thì sau đó kỳ vọng là ba lần giảm lãi suất bây giờ chỉ còn qua hai lần mà thôi cho nên một lần nữa cái đường này lại đi ngược trở về. Và chúng ta nhìn thấy được cái đường màu hồng đó là chỉ số của S&P 500 thì vẫn tăng cho dù là kỳ vọng giảm lãi suất để giảm xuống thì chỉ có hai khả năng thôi các bạn. Một là Fed sẽ giảm lãi suất nhiều hơn so với kỳ vọng của thị trường hay là hai chỉ số cổ phiếu S&P 500 sẽ phải giảm để mà phản ánh tình lãi suất chứ nó không thể nào mà đi ngược chiều như vậy được. Đó là, là một cái sự vô lý và thường cũng đã chia sẻ với các bạn trong một video gần đây cũng có một cái sự vô lý khác liên quan tới cái giá vàng và cái phần trăm lãi suất công trái phí 10 năm các bạn đã nhớ rồi. Đó là video vào ngày thứ sáu và sau đó chúng ta đã thấy được có cái thông tin vào cuối tuần liên quan tới Israel và Iran. Thì nói chung đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là lãi suất sẽ giảm nhanh hay là chỉ số S&P 500 sẽ giảm nhanh chỉ là chúng ta có thể thấy được là cả hai các bạn có thể là chỉ số S&P 500 sẽ phải giảm một chút và lãi suất cũng phải giảm một chút để cho hai cái nó lo trực hơn. Nói chung thì tình hình bây giờ đó nó có nhiều cái sự vô lý hiện tại. Và chúng ta chỉ còn 4 ngày, 4 giờ nữa là đến Bitcoin Hà bên rồi các bạn. Cho dù là có bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ chúng ta vẫn tiến tới ngày Bitcoin Hà không có gì thay đổi hết. Và khi mà có hai lần này rồi đó thì Bitcoin sẽ chính thức có stock to flow còn thấp hơn cả vàng các bạn và stock to flow đó có nghĩa là cái chỉ số cho các bạn thấy được là nếu như mà giống như chúng ta nói tới vàng đi nếu như mà muốn có cái số lượng vàng mà đã có ở trên thị trường đó, nếu như muốn đào được cái số lượng đó thì phải tốn bao nhiêu thời gian thì nếu như mà cái chỉ số stock to flow này càng thấp có nghĩa là càng tốn nhiều thời gian hơn nghĩa là cái bậc đó càng quý hiếm hơn các bạn, khang hiếm hơn thì chúng ta đã nhìn thấy được là cái chỉ số stock to flow của Bitcoin là khoảng 1.7 của vàng là 1.6 cho thấy được là bây giờ đó thì vàng vẫn là một cái tài sản coi như là hiếm hơn là Bitcoin cho dù Bitcoin có cái giới hạn là 21 triệu nhưng mà giờ thì vẫn chưa có 21 triệu vẫn đang được đào ra. Nhưng mà ngược lại đó các bạn nhìn thấy được là sau khi có Bitcoin halving này rồi thì cái chỉ số social sort of flow của Bitcoin sẽ giảm xuống dưới cả bạn sẽ trở thành một tài sản khang hiếm hơn cả bạn nữa các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là ngày hôm nay đó Hồng Kông đã chấp thuận Bitcoin và e từ Spot ETF Điều này nghĩa là gì các bạn? Điều này đang nghĩa là chúng ta bây giờ đã có những công ty đã được cấp phép để có cái sản phẩm này. Chúng ta có những cái công ty như là China Asset Management, Harvest Global, Bosera và Husky. Trong đó chúng ta có China Asset Management và Bosera đều là các công ty quản lý tài sản lớn của Trung Quốc. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là người dân Trung Quốc có thể đầu tư được chỉ là có thể có ngoại lệ cho những cái công ty ở Trung Quốc mà thôi các bạn. Và đương nhiên người Hồng Kông thì có thể tham gia. Và hôm nay đó thì Box Mining cũng đã nhìn thấy được ở Hồng Kông đó ở cái uh, trung tâm tài chính Hồng Kông Thì cũng đã có những cái bản hiệu quảng cáo Bitcoin như các bạn nhìn thấy uh, Để chuẩn bị cho Bitcoin và cả Ether Spot ETF các bạn và họ sẽ cho phép sử dụng in khai thay vì là cash only như là chúng ta đang có ở Hoa Kỳ Nói chung sự khác biệt đó chính là họ cho phép những công ty trung gian có thể là thu mua và bán Bitcoin khi đó nó sẽ tiện lợi hơn Nhưng mà đối với những bạn mà chờ đợi cái thông tin này xem coi là nó có dòng tiền lớn hay không thì dựa theo Bloomberg đó, đáng tiếc họ nói là trên căn bản thị trường Hồng Kông cũng không phải là lớn đâu các bạn và người dân Trung Quốc bây giờ vẫn chưa thể mua nếu như người dân Trung Quốc có thể mua được Bitcoin hay là e-to-spot ETF đó, thì đó là một chuyện khác hoàn toàn Bây giờ là chỉ có người dân Hồng Kông thôi Và một số ngoại lệ Cho một số công ty Ở Trung Quốc Thì cái dòng tiền Nó sẽ không nhiều đâu Nhiều là bao nhiêu Hay là ít là bao nhiêu Thì các bạn nhìn thấy được Là có một số người Họ ước tính Là khoảng 25 tỷ đô la Nhưng mà cái đó, đó Đối với Bloomberg là quá cao có thể là 500 triệu thôi các bạn không tới một tỷ nói chung đó thì cũng là tin tức tốt nhưng mà cái dòng tiền có thể là không nhiều như mọi người nghĩ nhưng mà hy vọng là Bloomberg đã đoán sai các bạn tại vì họ cũng đã đoán sai khi mà chúng ta nói tới dòng tiền vào Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ cuối cùng con số nhiều hơn và chúng ta cũng bây giờ nói tới châu Âu đi các bạn thấy được là có cái kết quả khảo sát của công ty KPMG đối với tổng cộng là 2.400 nhà đầu tư tại Đức ở áo và Thụy Sĩ cho thấy được là 54% trong số họ dành 20 tới 25% danh mục đầu tư của mình cho những khoản đầu tư crypto. Đối với những người đầu tư đó thì một3 người tin đây là một mảng đầu tư bền vững và nhiều người trong số họ có kế hoạch giữ các khoản đầu tư này từ 3 đến 5 năm hoặc là lâu hơn và 95% lưu trữ Bitcoin và 78% lưu trữ Ethereum. Đương nhiên có cái sự trùng với nhau các bạn có người lưu trữ cả hai cho nên con số nó mới như vậy. Nhưng mà cũng như là Anthony đã nói trong cái bài phỏng vấn đó thì trên căn bản người ta lưu trữ đó khi mà đã đầu tư crypto rồi thì có thể lưu trữ cái phần lớn dẫn đến là khi mà cần phải trả thuế thì họ phải bán một phần Bitcoin. Cho nên có thể là đó là một lực bán chúng ta thấy gần đây. Nhưng mà nếu như vậy đó thì hôm nay đã kết thúc rồi và chúng ta cũng thấy được là có một quảng cáo mới của Coinbase liên quan tới Bitcoin đó và họ đã nói về câu chuyện Bitcoin pizza các bạn trước đây đó thì phải tốn 20.000 Bitcoin để mua được một bánh pizza sau này đó thì các bạn nhận thấy được là một Bitcoin mua được cả đống pizza luôn nói chung đó thì chúng ta đã bắt đầu thấy có những cái quảng cáo Bitcoin rồi tại vì bây giờ có công ty họ có thể là có được lợi nhuận khi mà các bạn mua bán Bitcoin chứ không giống như là trước đây các bạn trước đây thì không có một cái quảng cáo Bitcoin nào chính thức hết tại vì đâu có công ty Bitcoin đâu chúng ta cũng có thể bắt đầu nói tới một số những cái tin tức liên quan ở châu Âu tiếp tục đây thì chúng ta nói tới ở nước Đức đi thì các bạn nhìn thấy được là công ty cho vay lớn nhất của Đức được nhà nước hậu thuẫn đó có tên là Landesbank hay gọi tắt là LBBW họ chuẩn bị cung cấp dịch vụ lưu ký crypto cho khách hàng thông qua các quan hệ đối tác với sàn giao dịch Bitpanda việc ra mắt đó sẽ được lên kế hoạch vào cuối năm 2024 nghĩa là họ sẽ có cái dịch vụ giữ crypto dùng cho khách hàng của họ và chúng ta cũng thấy được là ở nước Anh thì Bộ trưởng Kinh tế của Vương quốc Anh cũng đã thông báo họ sẽ ban hành luật mới đối với stablecoin cũng như là việc staking, giao dịch và lưu ký crypto vào tháng 6 hoặc là tháng 7 năm nay. Chính phủ do đảng hiện tại cầm quyền muốn biến Vương quốc Anh thành trung tâm toàn cầu về crypto và đã thông qua luật vào năm ngoái để công nhận crypto và stablecoin là các hoạt động tài chính được quản lý bởi đất nước này. Nhưng mà không phải ai ở châu Âu cũng ủng hộ đó các bạn. Chúng ta có Na Uy đó thì họ đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu ban hành quy định đối với các trung tâm dữ liệu nhằm kiểm soát các dự án được phép triển khai và họ cho biết là đạo Bitcoin là một ví dụ về loại hình kinh doanh mà họ không có ủng hộ ở Na Uy. Không phải có ủng hộ các bạn nhưng mà những quốc gia mà không ủng hộ đó thì không phải là số đông đâu. Và chúng ta nói tới Bitcoin Smart ETF đi thì các bạn thấy đời đáng tiếc ngày hôm nay cũng giống như thứ sáu đó, ngoại trừ BlackRock thì không có bất cứ công ty nào thu vào thêm, không bán nhưng mà không thu vào các bạn, ngoại trừ chúng ta biết là Rayscale thì bán thường xuyên và tốc độ bán cũng không phải là nhiều 110 triệu các bạn nhưng mà đáng tiếc là Rayscale đó hôm nay thu vào chỉ có 73 triệu. Chúng ta đã có cái con số âm là 36.7 triệu đô la mở đầu cho tuần này và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thỏng Capital thì có thể tìm theo bằng cách là bấm vào cái link của mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit. OKX, XM, Binance, AliNiX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.